Thưa quý thầy cô chủ tọa và kính thưa quý đồng nghiệp, thì trước hết là cái bài báo cáo của em thì còn một bài nữa là sẽ hết cái phần viên của điều dưỡng. Thì trước hết là cho em cũng gửi lời cảm ơn tới hội điều dưỡng, hồi sức tích cực cũng như là ban tổ chức đã tạo một cái sân chơi để cho các điều dưỡng được tham dự. Và quả tình là từ sáng đến giờ thì các đề tài của các bệnh viện lớn rất là nhiều, Bạch Mai, Việt Đức 108 và Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thì những cái phần đó thì thực sự mà khi bản thân chúng em được tham gia ở đây thì cũng biết rằng mình đang đứng ở đâu. Mình đang đứng ở đâu và mình cần phải nỗ lực cố gắng cái gì. Thì báo cáo các thầy cô là chúng em cũng xin phép được chia sẻ thôi. Cũng đây cũng không phải là một cái nghiên cứu gì. Thực ra một vấn đề về cái dự phòng tuân thủ giọng nói viêm phổi thoải mái thì nó không cũ, nhưng mà nó cũng luôn luôn không mới, nhưng luôn luôn không phải là cũ. Bởi vì là cái việc này thì thực ra nó là cái thực hành liên tục, cũng như thầy Tuân nói là cái việc mình đánh giá và mình tuân thủ, sau đó mình có cái cải tiến chất lượng. Thì chúng em cũng làm cái đề tài này để cũng có một phần chia sẻ với trong hội nghị. Vâng, báo cáo các thầy cô thì các cái biện pháp và phòng ngừa viêm phổi thở máy mang nhiều cái lợi ích như là giảm hít sặc hoặc là ngăn ngừa nhiễm khuẩn chéo, khử khuẩn, tiệt khuẩn đúng cách các dụng cụ hô hấp và công tác giáo dục nhân viên y tế thì cũng đã có những cái nghiên cứu và những cái đánh giá rằng cái việc này nó rất là có giá trị. Và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cũng đã áp dụng gói dự phòng viêm phổi thở máy. Thực ra thì áp dụng vào năm 2021 thì không phải, mà cái việc mà khi mà có cái quyết định 3671 của Bộ Y tế từ năm 2012 cơ. Nhưng ở đây thì có vấn đề mà như thầy Tuân đã chia sẻ là cái vai trò của người lãnh đạo, vai trò của người giám sát, và để xem là cái việc thực hiện như thế nào. Thì thực sự là Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cũng đã khoa hồi sức cũng đã thực hiện rồi, nhưng mà các cái phần thực hiện nó rất là riêng lẻ, nó hầu như là cái sự gắn kết cũng tạo thành cái gói và cái sự giám sát thì nó không có nhiều. Thì báo cáo các thầy cô là khi mà để cái tiến hành cái nghiên cứu này ấy thì trước khi mà chúng em áp dụng cái này thì năm 2019 trước dịch Covid xảy ra thì có mời thạc sĩ Hoàn lên để có cái cũng có một cái phần tập huấn về cái gói dự phòng viêm phổi thở máy, và trong cái phần chia sẻ của thạc sĩ Hoàn cũng có một cái gói rất là hay, trong đó có 10 bước và cũng phân rõ ra là bác sĩ làm gì trong đó, điều dưỡng làm gì trong đó. Nhưng tuy nhiên rằng là báo cáo các thầy cô là trong đoàn là thực ra khi thực hiện nó rất là khó. Cái khó ở đây là cái gì? Cái khó là cái sự phối hợp với nhau thành một cái team ấy, thành một đội. Thì để xem là bên này bác sĩ làm cái gì, điều dưỡng làm cái gì và các phần các cái việc khác làm cái gì, thì quả tình cũng phải nói thật là chúng em cũng chưa làm được việc đó. Và chúng em cũng áp dụng cái gói theo cái 3671, theo cái 3671 của Bộ Y tế, là chúng em cũng áp dụng theo cái đánh giá theo các cái bảng kiểm đó. Bởi vì trong cái bảng kiểm đó thì thấy rằng là thứ nhất là về mặt pháp lý Bộ Y tế cho phép, nó là cái quy định rồi. Cái thứ hai là trong cái phần đó thì cái phần của điều dưỡng chủ động làm rất là nhiều và không phải phụ thuộc quá nhiều vào các cái phần mà mình phải liên kết. Tuy nhiên rằng cái điều này thì cũng không phải là hay, bởi vì đã phải là một cái hoạt động đến mục đích thì phải là một cái tem hoạt động với nhau. Và về cái đối tượng và phương pháp nghiên cứu thì chúng em đã đối tượng là 515 người bệnh thở máy tại khoa hồi sức tích cực chống độc, và chúng em làm trên bệnh nhân thở máy không xâm nhập, loại trừ bệnh nhân không xâm nhập, thời gian từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021, và địa điểm là tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, với cái phương pháp nghiên cứu là mô tả tiến cứu và cỡ mẫu là toàn bộ bệnh nhân có thể đáp ứng cái tiêu chuẩn chọn mẫu, và phương pháp của chúng em là chọn mẫu thuận tiện. Về cái phương pháp tiến này, chúng em bị thu thập qua cái quan sát và điền vào phiếu khảo sát, và cái tỷ lệ thực hành đúng bằng cái số cơ hội thực hành đúng trên tổng số cơ hội quan sát. Cái nhóm điều tra gồm 1 năm nhân viên của khoa hồi sức tích cực chống độc được huấn luyện kỹ về theo dõi các cái biện pháp phòng ngừa viêm phổi liên quan đến thở máy, quan sát trực tiếp và độc lập với nhân viên tại khoa. Thời gian đánh giá thì 3 tháng cho em tổng kết đánh giá. Chúng em sẽ đánh giá một lần. Không phải là 3 tháng, mà 3 tháng cho em sẽ tổng kết đánh giá một lần. Và cái chỉ tiêu nghiên cứu được cái tuổi, giới, rồi mặt bệnh, thời gian thở máy, tỷ lệ mắc viêm phổi thở máy và tỷ lệ thành các nội dung dự phòng liên quan đến thở máy. Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 2.2.0. Và cái đạo đức nghiên cứu chúng em được thông qua cái hội đồng đạo đức của bệnh viện. Về cái kết quả nghiên cứu thì báo cáo các thầy cô là trong cái phần kết quả nghiên cứu thì cái mặt bệnh mà hay gặp nhất ở hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là cái mà nhiều nhất, đó là cái viêm phổi và COPD. Và ở đây thì cái thời gian mà kéo dài cũng nằm ở cái nhóm bệnh này, và ngày điều trị trung bình là cộng trừ 13.22. Và trong 15 ca bệnh quan sát thì cái tâm phế mãn là chiếm tỷ lệ cao là 43.7%, và cái nhóm tai biến mạch máu não là thấp nhất. Thì ở đây tại sao như thế? Về hàng năm ấy thì cái tỷ lệ tai biến mạch máu não cũng lớn hơn, nhưng tuy nhiên là bệnh viện chúng em mới thành lập cái trung tâm đột quỵ thì hầu như bệnh nhân tai biến mạch máu não là chuyển về trung tâm đột quỵ, nên là hồi sức tích cực thì chủ yếu là mà bệnh tâm phế mãn.
Về cái thời gian thở máy thì cái tổng là trong năm 2000 có 515 bệnh nhân thở máy thì có 4.257 ngày thở máy và ngày thở máy trung bình là 8,3. Về cái thực hành theo dõi chăm sóc ống theo dõi thì chúng em dựa vào cái bảng kiểm của cái quyết định 3671 thì có 3 phần. Thứ nhất là trực thực theo dõi cái chăm sóc thông ăn. Thì ở trong cái phần mà chúng em theo dõi về các cái thực hành theo dõi thông ăn, chúng thấy rằng các bước thực hiện là đạt từ 49,7% cho đến 94,4%. Và cái tỷ lệ thực hành đúng thì tăng từ 74% trở lên từ quý 1 đến 80,1% vào quý 4. Về cái thực hành chăm sóc ống nội khí quản thì chúng em có các cái bước là thứ nhất là cho nằm đều cao nếu không có chống chỉ định, rồi rửa tay khi chăm sóc ống nội khí quản và mở khí quản, bơm bóng chèn sau khi đặt ống nội khí quản và các đường khí quản, vệ sinh răng miệng, sử dụng găng vô khuẩn và rửa tay khi hút đờm, rồi kiểm tra trao đổi với bác sĩ để rút ống nội khí quản hoặc là canuyên sớm, hút sạch đờm ở vùng hầu họng trước khi xả bóng để rút ống nội khí quản. Thì cho thấy rằng trong cái theo dõi thì chúng em thấy rằng là các bước mà chăm sóc mở nội khí quản và mở khí quản thì đạt từ 57,1% đến 100% và trung bình các bước đạt 81,9%. Và tỷ lệ rửa tay chăm sóc nội khí quản và mở khí quản là 78,2% và thảo luận với bác sĩ để rút ống nội khí quản là 57,1%. Thì đây là cái điểm mà em cũng đã nói từ đầu rằng là cái tính chủ động của điều dưỡng ở đây thì cũng chưa cao. Thực ra thì cái câu chuyện mà để mà thảo luận với các bác sĩ để rút ống nội khí quản và các đường khí quản thì vẫn còn hạn chế nhiều. Về cái phần theo dõi và chăm sóc dây máy thở thì trong cái phần này có mấy cái nội dung cho em theo dõi. Thứ nhất là rửa tay khi chăm sóc dây máy thở, rồi đổ nước đọng trong dây máy thở, bẫy nước, rồi bộ phận mũi nhân tạo lọc không bị ẩm, thay dây khi dùng cho người bệnh khác và khử khuẩn mức độ cao toàn bộ hệ thống dây thở. Dây thở phải để thấp, vị trí thấp hơn phần trên của ống nội khí quản và cho nước vô khuẩn vào bình làm ẩm. Thì xong theo dõi các bước thực hiện, chúng em thấy rằng là trung bình các bước đạt 89% và thực hành chăm sóc dây máy thở đạt từ 72% đến 100%. Đương nhiên là cái dây máy thở khử khuẩn và thay dây máy thở dùng cho những bệnh nhân khác thì đạt 100%, nhưng cái việc mà thực hành rửa tay khi mà chăm sóc dây máy thở thì đạt là thấp nhất là 72%. Và kết quả khảo sát tỷ lệ viêm phổi liên quan thở máy thì báo cáo tại cô là chúng em làm đồng thời ở trong cái đề tài này thì có một cái đề tài nữa cùng với của các bác sĩ và theo dõi cái tỷ lệ viêm phổi thở máy tại khoa hồi sức tích cực chống độc. Thì cái tỷ lệ viêm phổi thở máy từ năm 2019 đến năm 2021 thì năm 2019 là 23,2% và năm 2020 là 21,2% và đến năm 2021 là 20%. Thì cái tỷ lệ thực ra thì về cái ý nghĩa thống kê thì nó không có ý nghĩa thống kê nhưng chắc là trên lâm sàng nó cũng có giá trị, bởi vì là từ năm 2019 là 23,2% thì đến năm 2021 nó cũng giảm được 3,2%. Thì ở đây chúng em cũng không dám khẳng định là cái việc mình tuân thủ nó tốt, nhưng em nghĩ rằng nó cũng góp một phần vào cái việc mà nó giảm cái tỷ lệ là viêm phổi thở liên quan đến thở máy trên cho người bệnh tại khoa hồi sức tích cực chống độc. Và cái kết luận là theo dõi 515 bệnh nhân thở máy với 4.257 ngày thở máy thì với cái kết quả là cái nội dung thực hành dự phòng viêm phổi thở máy đều đạt trên 50% và các bước liên quan đến rửa tay trước khi thao tác với thông dạ dày, ống nội khí quản và dây máy thở còn rất thấp, còn thấp đạt từ 70% cho đến dưới 80%. Cái việc trao đổi đánh giá để rút ống nội khí quản, canuyên khí quản sớm là còn thấp 57,1% và sử dụng nước vô khuẩn để tráng thông ăn, kiểm tra dịch ứ động trong dạ dày chỉ đạt 50%. Thì ở đây thì chúng em cũng thấy rằng trong cái hướng dẫn thì phải sử dụng là dùng cái nước vô khuẩn để tráng thông ăn, trên thực tế bây giờ thì có lẽ nó cũng không thực tế lắm, bởi vì là cũng không hiểu là đây là chúng em cũng thực hiện là theo cái bước của cái hướng dẫn vậy thôi, nhưng mà thường bây giờ là cái việc mà sử dụng nước sạch để tráng thông ăn thì sử dụng nhiều hơn, còn nước vô khuẩn để tráng thông ăn thì thực sự là trên thực tế là cũng khó thực hiện. Và người bệnh được thở máy được đánh giá ít nhất một lần trên một người bệnh và cái tỷ lệ đánh giá theo ca là 71,5%. Cái tỷ lệ viêm phổi thở máy năm 2021 là 20% và có cải thiện hơn so với năm 2020 là 21% và so với năm 2021 2,1% và so với năm 2019 là 3,2%.
Và qua cái nghiên cứu này thì chúng em cũng có những cái khuyến nghị là cần tăng cường tập huấn kiểm tra giám sát cho điều dưỡng về dự phòng viêm phổi liên quan đến thở máy, và đặc biệt các bước liên quan đến vệ sinh tay trước khi làm các cái thao tác chăm sóc, tăng cường tính chủ động trong công tác điều dưỡng. Thì báo cáo các thầy cô là thực ra thì cái việc mà thực hiện cái gói dự phòng viêm phổi thở máy là em cũng biết là có khá nhiều các cái gói của các cái nước, ví dụ như là em thấy là vừa rồi có chỗ chị Hoàn có một cái bài tổng quan tài liệu về nghiên cứu với các gói này, thì thấy rằng có rất là nhiều gói. Tuy nhiên là theo hướng dẫn của Bộ Y tế, theo như cái hướng dẫn của 3671 này, thì chúng em cũng thấy rằng nó cũng khá là nó cũng khá là dài. Và vừa rồi thì có một chuyên gia Mỹ sang để có cái tập huấn về cái dự phòng này, thì họ cũng rất rút ngắn các cái bước cái lại, và họ thấy rằng là có những cái bước không cần thiết, ví dụ như mình làm nó cũng không có giá trị nhiều trong cái việc phòng ngừa. Thì với cái mong muốn là bên cạnh cái khuyến nghị đó, thì chúng em cũng mong muốn là làm thế nào đấy để các anh chị ở trong hội và các anh chị ở trong những bệnh viện lớn thì có xây dựng và có những cái nghiên cứu thực tế để làm thế nào, và cũng tham mưu Bộ Y tế để ra được một cái gói làm sao đó là nó ngắn gọn, nó hiệu quả, và làm thế nào mà điều dưỡng áp dụng được. Thì báo cáo của thầy cô rồi, em cũng nghe các thầy các bạn trẻ cũng rất là giỏi về rất là nhiều lĩnh vực, nhưng mà thực sự theo cái tỷ lệ điều dưỡng hồi sức trong một đơn vị mà làm được rất nhiều việc thì báo cáo là phải nỗ lực rất là nhiều. Thì đơn giản là những cái phần mà chúng em cũng có một cái phần chia sẻ, và đơn giản nhất là cái việc mà đầu tiên bây giờ chúng em quan tâm được nhiều nhất ở trong tại bệnh viện chúng em là cái việc làm thế nào đấy là giảm được cái dự phòng này. Còn các cái phần mà những cái kiến thức mà chia sẻ mới là chắc là bệnh viện chúng em cũng sẽ phải cập nhật nhiều hơn. Và phần báo cáo của em cũng đây xin hết ạ. Xin cảm ơn sự lắng nghe của thầy cô và các anh chị.